ở sau nhìn tới chiếc Future cái đuôi rất là đẹp nha cả nhà. Cái đuôi rất là đẹp, đẹp hơn cái đuôi của quay thấy 125 luôn ha. Thì có thời gian lâu quá mình bận công chuyện á, mình không có làm clip cả nhà. Hôm nay mình làm lại mình chia sẻ để cả nhà mình cũng biết ha. Thì cái giá chiếc Future này á, thì cả nhà cũng biết rồi. Xin chào cả nhà nhá. Xin chào cả nhà đến kênh YouTube của Thanh Hiền TV mình nha. Thì hôm nay xin mời cả nhà khi mình đến cửa hàng Head Honda Thanh Nhã ha. Thì địa chỉ cửa hàng ở số 454 đường Nguyễn Sinh Sắc, cấm 5 phường 1, thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp ha. Rồi, số điện thoại của cửa hàng là 02773772909 gì cả nhà. Thì hôm nay xin được cả nhà vô quay cái dòng Future phiên bản mới ha, màu đỏ, bánh mâm, thắng đĩa nha cả nhà. Rồi, sẽ báo cái giá để cả nhà mình cùng tham khảo ha. Rồi, xin mời cả nhà theo mình nha. Rồi, đây là chiếc Future màu đỏ này cả nhà. Đây, em nói đây ha. Đó. Thì phiên bản mới nha, phiên bản mới. Thì mình quay một vòng mình chia sẻ để cả nhà mình cùng xem ha. Mình thấy màu đỏ này rất là đẹp nha cả nhà. Đó. Màu đỏ bóng ha, màu đỏ bóng kết hợp với yên màu, xin lỗi, cản màu đen ha, rất là tuyệt vời luôn. Thì cả nhà thấy chiếc Future cái đuôi rất là đẹp ha, cái đèn đuôi nè, rất là đẹp. Đó, để mình quay một vòng đi ha, cho cả nhà xem. Đó, một chút mình sẽ báo cái giá nha cả nhà, báo cái giá luôn ha. Đó, dàn đầu với Future. Thì mình thấy cái màu đen này, màu đỏ này là màu đỏ đô nha cả nhà, màu đỏ mận ha. Tại trong camera của mình á thì nó hơi tươi nha cả nhà, nhưng mà tại vì cả nhà ánh sáng á, ánh sáng của bóng đèn á nó dạ xuống camera nên nó ra cái màu tươi ha. Nhưng mà thật sự em nói là màu đỏ ha, đỏ đô nha. Thì màu đỏ đô thì cả nhà chạy ngoài nắng nó ít nó đỡ nhìn đỡ xuống lắm. Còn màu đỏ tươi nó ra ngoài nắng hay nó dễ xuống nữa cả nhà. Thì em nó có cái thì vẫn là đèn led bao khoang ở trên ha. Còn đây là cái mặt nạ màu đen về màu đỏ. Thì đèn nhan thì vẫn là đèn halogen ánh sáng vàng hay cả nhà. Đó này. Thì phiên bản mới là cái phuộc màu đen đen nhám luôn nha cả nhà, đen nhám luôn ha, phuộc đen nhám, lốc máy thì đen nhám luôn. Nó thì đây đĩa em nói nè, đĩa rất là mịn ha, chưa có dấu thắng gì hết á. Thì này đây bên trong máy em nói nè. Thì Future thì cả nhà biết rồi, cái chiếc xe em nói thì xe bình dân, những xe số tầm trung phổ thông của Honda ha. Thì mình chạy cái nhà của thì bền thì tại người như cả nhà, em nói thì nói chung mình sẽ thay nhớt bảo dưỡng định kỳ thì mình chạy cũng rất là ngon nha, cũng không đến đổi tệ nha ha. Thì cả nhà biết tiền nào thì của nấy ha. Thì giá ba mấy 40 triệu thì em nói vậy là cũng là ok, rất là ok rồi. Và so với quay thái thì không bằng ha. Thì một chiếc quay thái 125 á, thì nó bằng cái giá, nó bằng cái giá trị, giá tiền nó bằng hai chiếc Future ha. Cái giá trị nó thì cũng phải theo cái giá tiền ha cả nhà. Đó, rồi. Đây, trong cái cốp yên. Mình dỡ cốp yên chiếc Future mới cho cả nhà xem. Ở trong. À, cả nhà thấy chiếc Future cái cốp rất là tuyệt ha, tuyệt vời, rất là rộng rãi. Mình đây được rất là nhiều đồ nha ha, rất là nhiều đồ. Đây chữ Future mà chrome rất là đẹp ha, 125. Đây hệ thống bơm xăng, bình xăng này nữa nè, sơn màu đen bóng rất là tuyệt vời. Honda Việt Nam thì cái số sườn là GL hết cả nhà, GL. Rồi, nhà thấy em nói như thế nào? Thì hôm nay mình chia sẻ lại cho cả nhà xem. Có cái màu đỏ đô rất là đẹp nè. Mình không nhớ là cái màu này lúc trước mình có quay chưa. Hôm nay mình thấy em nó đẹp quá, mình quay mình chia sẻ để cả nhà mình cùng xem ha. Đó. Thì em nó gấp thì màu đen bóng, bọc sơn cũng màu đen bóng luôn ha. Đó. Mâm 5 cây.
Thì mùa mưa này cả nhà đi dằn mâm á cả nhà, đi xe mà mâm á, cả nhà đỡ 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 rửa ha. Mâm thì nó không có xét, cả nhà đi câm mùa mưa nó xét dữ lắm ha. Nó xét cái câm với cái niềng của mình. Đó, thì mâm nó được cái là mùa mưa mình đi rất là ngon. Đi đường sình này kia đó đó. Nó không có xét ha, đó. Đây, phuộc đen nhám nè. Lốc máy cũng đen nhám ha, đen nhám luôn. Đó. Đây lốc mâm lửa ha, lốc mâm lửa, đuôi cá. Rồi. Rồi, thì mình xin phép mình đẩy yên đây ha. Đẩy yên. Rồi. Thì mình đẩy bọc luôn nha cả nhà, đẩy bọc luôn. Mình không có tháo cái yên lên nữa. Thì mình xin vô cái giá luôn ha, cái giá luôn. Thì trước khi vô cái giá thì cả nhà nếu mà có yêu mến kênh mình á thì cho mình xin một cái đăng ký kênh nha. Và cho mình xin một like. Nếu mình gì hữu ích thì cả nhà chia sẻ cho mọi người cùng xem ha. Đó, rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha. Mình cái giá nó dao động tùy theo thời điểm á, mà tùy theo cửa hàng nữa. Thì hiện tại mình quay ở cửa hàng Head Honda Thanh Nhã ha, ở thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp. Thì em nó có cái giá là cái giá dao động nha, giá dao động. Thì mình báo ít nha cả nhà, mình không báo chính xác được ha. Thì cả nhà cũng biết rồi, cái giá hôm nay khác, ngày mai khi khác. Giá mà cửa hàng mà bán nó hàng nó chạy thì nó khác, hàng nó bán không chạy thì nó khác ha. Nên cả nhà cũng thông cảm cho mình ha, mình cũng chia sẻ để cả nhà mình cùng biết nha, để cả nhà nói à sao mày à, anh này anh báo cái giá không có chính xác gì hết á đó. Đó. Thì mình báo chung chung nha cả nhà đó. Cả nhà nếu mà thật sự yêu thích chiếc Future này á thì cả nhà liên hệ số điện thoại mình để được đặt cọc hoặc chốt cái giá cho nó tốt nhất ha. Rồi thì số điện thoại thì mình để ở đầu video á cả nhà đó, ở đầu video ha. Rồi cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Thì em Future nè, bánh mâm nè, thắng đĩa nè, màu đỏ nè, phiên bản 2024 này ha. Thì em nó có giá là 4 ít nhỏ nha cả nhà, 4 ít nhỏ ha. 4 ít nhỏ thì trên 40 nha, ít là 4, 4 ít là 40 nha cả nhà. Thì đó, mình cũng nói để cả nhà mình cùng biết ha. Đó. Rồi. Thì mình quay một vòng để cả nhà xem, mình thấy màu đỏ này rất là đẹp nha cả nhà. Màu đỏ này mình chạy mấy người mấy chú lớn tuổi chạy cũng đẹp nè, thanh niên chạy cũng đẹp nè, phụ nữ chạy cũng đẹp. Công nhận chiếc Future này ra Honda ra chiếc Future mình thấy nó chất lượng nói chung là cũng tương đối thôi, nhưng mà cái ngoại hình rất là đẹp, ai chạy coi cũng đẹp hết đó. Nó vừa vặn mà nó tương xứng ha. Còn mấy chiếc Way, mấy chiếc Sirius thì nó nhỏ quá, mình ngồi thì nhìn nó không có cân đối ha. Đó, Future là mình thấy đẹp nhất. Rồi thì Việt Nam mình, người Việt Nam mình thấy chiếc xe nào mà nó phù hợp cân đối, mình lên mình ngồi nó cân đối với thể trạng của mình ha, là cái xe nó rất là ok đó. Cho dù máy móc nó như thế nào đi nữa thì cái ngoại hình là quan trọng hết cả nhà. Rồi thì mình chia sẻ thôi, vậy thôi cả nhà. Rồi thì cả nhà mình xin gặp lại, hẹn gặp lại cả nhà trong những video sau nha. Rồi, cả nhà thích xe gì cứ để lại comment bình luận đi. Mình sẽ có thời gian mà quay ghé nhà xem. Đó. Rồi, bye bye cả nhà nha. Bye bye.